Chương 1181 Pháp lệnh. Pháp thể sau lưng Đường Tam lóng lánh, bắn ra hai đạo bạch quang bao trùm thân thể bọn hắn, hai vị hoàng giả đồng thời biến mất không thấy. Hoàng gia lại thiếu hai vị, cũng chỉ còn lại có ba vị bất tử, Kiếm Thánh cùng Lưu Ly này mà thôi. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Đã đủ rồi, một ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi vị trí này, nhưng trước đó ta có thể có một cái gì đó để làm, với tư cách là người đứng đầu tổ đình, bây giờ ta đã ban hành một pháp lệnh." Lời này vừa nói ra, ba vị hoàng giả dạ còn lại trên mặt đều toát ra vẻ nghiêm túc. Toàn bộ yêu tinh đại lục cũng phảng phất bị lực lượng vô hình bao phủ. Đây chính là uy năng nắm trong tay cả tù đình hoàng giả. Dạ sau khi đạp hoàng đăng thiên nói ra pháp tùy chế định quy tắc. Từ nay về sau, nhìn yêu quái tộc, tình quái tộc cùng nhân loại cùng nhau chung sống hòa bình, không được tàn sát. Lời này vừa nói ra, kiếm qua trong cả tù đình lóe ra, nhanh chóng hóa thành một vòng kim sắc quang mang khuếch trương ra. Đường ta mang theo tiểu vũ chậm rãi hạ xuống, đi tới trước mặt bất tử đại yêu hoàng. Bất tử Đại yêu hoàng sắc mặt ngưng trọng, hắn hiện tại đã có thể cảm giác được, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều đã là tồn tại không thuộc về vị diện này, có khả năng khống chế. Vị diện áp chế vì sao biến mất, bởi vì vị đối mặt với bọn hắn sợ hãi. Vừa rồi một đạo huyết sắc kiếm quang hạ xuống, giết sát không chỉ là Thiên Hồ Đại yêu hoàng, đồng thời cũng làm cho pháp lam tinh toàn bộ vị diện đều cảm nhận được tử vong ủy hiếp. Đường Tam ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Bất tử Đại yêu hoàng nói, Pháp Lam Tinh có tài nguyên cực kỳ phong phú. Hôm nay ta đồ chúng hoàng, đạo hoàng đăng thiên, cho hắn miện hạ nhất định phi thường phẫn nộ. Nhưng mà miện hạ có thể biết, ta làm như thế không chỉ vì nhân loại, cũng đồng dạng vì yêu tinh đại tộc. Bật tử đại yêu hoàng hai mắt híp lại. Lời này có ý gì? Hắn hiểu được, vào thời điểm này đường tam căn bản không cần nói dối khi dễ. Đường tam nói, thiên hồ tộc trưởng số mạnh, cố nhiên vì yêu tinh đại lục ngưng tụ lực số mạnh khổng lồ làm cho toàn bộ tài nguyên vị diện đều ở trên yêu tinh đại lục thăng hoa, từ đó sinh ra nhiều vị hoàng giả như vậy. Nhưng cũng chính vì vậy, càng nhiều vận rủi lan tràn khắp những nơi khác trên hành tinh, do đó làm cho vị diện sinh ra sự mất cân bằng cực lớn. Một khi bộc phát, nhất định là hủy diệt. Hôm nay, ta đồ chúng hoàng, diệt thiên hồ tộc, hẳn là có thể giảm bớt phần ảnh hưởng này thật lớn. Nhưng mà vị diện số mệnh biến hóa đã có chút cố hóa, cho nên tương lai yêu tinh đại lục chỉ sợ còn có thể có một đại kiếp nạn sau khi chúng ta rời đi có thể tận khả năng điều hòa biến số hóa mạnh. càng hy vọng miện hạ có thể dẫn dắt yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cùng nhân tộc ta thần thiện ta sẽ lưu lại cho nhân tộc một chút gú túi gấm tương lai tận khả năng trợ giúp yêu tinh đại lục đến hóa giải phần đại kiếp nạn này bất tử đại yêu hoàng trầm giọng nói ngươi có thể nhìn thấy kiếp nạn khi nào đến Đơn tam lắc đầu nói hào quang trên cánh tay chật lóe chứ pháp trì thư đã rơi vào trong lòng bàn tay ta không thể nó lại có thể nhìn thấy một điểm Quyền tri pháp chi thư này ngoại trừ thác ấn ra Còn có năng lực tiên tri của ngôn linh Ta sẽ đem nó lưu lại trong tay nhân loại Nếu có một đại kiếp nạn lớn trong tương lai Nó sẽ có gợi ý Bất tử đại yêu hoàng có chút trầm mặc Đột nhiên hắn nói Sau khi các ngươi đi Còn có thể trở về sao Đừng tam đâm trêu nói Nếu Pháp Lam Tinh chỉ là bộ dáng như bây giờ Ta nghĩ chúng ta sẽ không trở lại nữa Nhưng nếu Pháp Lam Tinh có thể hoàn thành biến hóa Như vậy tương lai có lẽ sẽ trở thành Minh hữu của chúng ta ở thần giới Lúc trước, vì thành tựu cấp bậc hoàng giả, không bị vị diện áp chế, ta từng đáp ứng vị diện chi chủ. Tương lai sẽ có hậu nhân của chúng ta đến Pháp Lam Tinh, trợ giúp vị diện tiến hóa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta sẽ nhắc nhở miệng hạ, phải tận khả năng thân thiện nhân tộc ta. Bất tử đại yêu hoàng đột nhiên cười khổ nói, ta cũng có chút muốn cùng các ngươi rời đi, mặc kệ hết thải hỗn loạn, không biết có thể hay không. Đường Tam lại lắc đầu cười, Tổ đinh xuất hiện biến cố lớn như vậy, nếu như không có trụ cột, trung lưu, tọa chấn trung tâm, yêu tinh đại lục tất loạn không cần chờ đại kiếp nạn hàng lâm bản thân yêu tinh đại lục sẽ sinh ra kiếp nạn chỉ có Miện hạ mới có thể uy hiếp tứ phương mà lấy năng lực niết bàn trọng sinh miệng hạ thọ nguyên còn dồi dào ta vừa mới cảm giác được một ít tương lai trong vòng 300 năm người ta nói sẽ xuất hiện Miện hạ hoàn toàn có thể chờ được bất tử đại yêu hoàng trong nháy mắt hào quang lóe ra nhân tộc có ngươi quả nhiên là đương tam khẽ thở dài một tiếng nói cho dù là thần cũng đồng dạng có thần phiền não Nếu không ta sẽ không đến đây Có một câu cổ ngữ gọi là khổ tận câm lai Còn có một câu gọi là làm vui quá hóa buồn Trong vũ trụ mênh mông coi như là chúng ta Làm sao không phải là giọt nước trong kiện cả đấy Nói tới đây hai tròng mắt của hắn lại trở nên đặc biệt sáng ngời Nhưng vì truy tìm một luồng sinh cơ kia Vô luận pháp tắc vũ trụ như thế nào, chúng ta đều phải tận khả năng nắm bắt tất cả cơ hội sinh tồn. Bất tử đại yêu hoàng trong lòng chấn động, Hắn hiểu được, đường tam nói, suy nghĩ là thứ hắn hiện tại còn xa mới có thể chạm tới. Đường tam ánh mắt trở lại trên khuôn mặt bất tử đại yêu hoàng, trầm giọng nói. Miện hạ, hào hào thủ hộ vị diện này, thủ hộ nó cho đến khi thành tựu thần giới mới thôi. Vào thời điểm đó, ta sẽ trở lại. Pháp Lam Tinh nếu như có thể thành tựu thần giới, như vậy đối với tương lai của chúng ta đều sẽ trọng yếu. Bất tử đại yêu hoàng hơi gật đầu. Được, vậy ta sẽ chờ các người 300 năm. Đường Tam giơ tay lên, rơi vào trên vai Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng không nhúc nhích. Sau một khắc, kim sắc quang mang từ trên người Đường Tam lưu chuyển ra, rơi vào trên người Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Nhất thời, Bất Tử Đại Yêu Hoàng rõ ràng cảm nhận được, mình cùng Tổ Đình trong tối có thêm một tầng liên hệ. Chúng ta phải đi thôi. Sau khi đi, nhân loại bàn giao một số việc, chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này và trở về thế giới của riêng mình, chưa vị miện hạ, càng thêm bao trọng. Đường Tam hướng mấy vị hoàng giả dạ còn lại cũng bao gồm cả tư An Vũ, lúc này còn đang trong trạng thái mơ hồ, hơi gật đầu chào hỏi. Các vị hoàng giả vội vàng hoàn lễ. Mặt trời chiếu khóc nơi tất cả tội đình và giờ khác này, tựa hồ đều đã khôi phục bình thường. Nhưng mà thiên hồ Thánh Sơn biến mất, đồng đảo hoàng gia biến mất, còn lại cũng chỉ có ba vị hoàng giả cùng một vị chuẩn hoàng mà thôi. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng chỉ cảm thấy trong cổ họng mình có chút khô khốc, ánh mắt nhìn về phía bất tử đại yêu hoàng cười khô nói. Miện hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bất tử đại yêu hoàng trầm giọng nói Cứ làm theo lời hắn nói Những gì hắn nhìn thấy và chạm vào thế giới Là thế giới mà chúng ta không thể cảm thấy Bây giờ có hắn dẫn đường Chúng ta liền đi về phía Minh Đăng đi Vâng Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng Cùng kiếm thánh đại yêu hoàng Cùng với Từ An Vũ Đồng thời khom người nói Sau một khắc Ánh mắt của bọn hắn Đều không khỏi nhìn về phía đông Bởi vì bọn hắn đều đã hiểu được Nhân loại tụ cư Hắn là ở phương đông kia đi Trước 1182 về nhà Ở Minh Châu Đảo mọi người đang bận rộn Kể từ khi hoàn thành cuộc di cư lớn Lấy Minh Châu Đảo làm trung tâm Trên những hòn đảo nơi nhân loại sinh sống bận rộn nhất trời Thành lập gia viên mới, đại lượng tài nguyên điều động Quan trọng hơn còn có ở trong nguyên tố hải thức tỉnh, nguyên tố không chế Tất cả mọi thứ đang diễn ra chặt chẽ Những người chủ sự nhân loại do tiêu Hà cầm đầu Để biết rõ tất cả những điều này không dễ dàng Và nhân loại vẫn nhiều ớt như trước Nhân loại muốn chân chính có được không gian sinh tồn của riêng mình, vậy thì phải trả nhiều nỗ lực và cái giá phải trả mới được. Nhưng hôm nay lại có chút khác, người bận rộn đã sớm ngừng lại, bởi vì cả thế giới đang thay đổi. Trong Lam Hải Vô Tận, càng không ngừng có chút Lam Quang phi thăng mà đi, bay về phía tây, bay về phía Tù đình Đại đa số nhân loại đều không biết đã xảy ra chuyện gì, có người sợ hãi, có người hưng phấn, có người không giải thích được, nhưng trong mơ hồ, bọn hắn lại tự hồ đều cảm giác được, chuyện phát sinh này hẳn là con hoại với mình. Vì vậy, tất cả họ đều chờ đợi, lặng lẽ chờ đợi, ít nhất là chờ đợi thông tin chính thức. Càng nhiều người trong lòng là sợ hãi bởi vì bọn hắn thật vất vả mới có được nhà tự do hiện tại. Bọn hắn thật sợ, thật sự lo lắng tất cả đều bị phá hư. Nhưng hôm nay không biết vì sao, biển rộng mãnh liệt mênh mông, vô số điểm sáng màu lam không ngừng bốc lên. Trên mặt biển càng có rất nhiều sinh vật biển không ngừng xuất hiện, có vẻ dị thường phấn khởi. Bầu trời càng lúc, lúc sáng lúc tối biến hóa, khi thì áp lực thật lớn, khi thì ánh mặt trời rực rỡ, khi thì mưa máu hát đổ. Lúc này bên vách núi này đang đứng một vài người, trong mắt bọn hắn đều lộ ra thần sắc lo lắng cùng khẩn trương. Trước khi đường ta mang theo tiểu vũ đi tới tổ đình bế quan, lên để tô cầm tới Minh Châu Đảo, ở chỗ này chờ tin tức để tránh lo lắng lúc đại hôn nhân loại đại di chuyển đơn tam liền đoán được sau này thiên hồ đại yêu hoàng sẽ có hành động rất nhiều chuyện này đều là trước đó đã bố trí xong chờ đợi này là hơn nửa năm trôi qua mà hôm nay thiên tượng đột nhiên biến động làm cho mọi người chờ ở Minh Châu Đảo đều nóng lòng như lửa đốt. Trương Hạo Hiên mang theo đồ đạc của bọn Đường Tam, Võ Bằng Kỷ, Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Tranh cũng đều ở đây. Mỗi một lần mưa mau hát xuống, trái tim bọn hắn bất giác thắt chặt, bọn hắn đều hiểu được ý nghĩa của nó, huyết vũ như chút nước, hết lần này đến lần khác. Trong nội tâm bọn hắn lo lắng nhất chính là trong này có đường tam cùng tiểu vũ hay không? Không thể nghi ngờ, tổ đình đang tiến hành tranh đấu cực kỳ kịch liệt nếu không cũng sẽ không có đông đảo hoàng giả ngã xuống như vậy à. Chỉ là những hoàng giả ngã xuống này đến tột cùng là vì sao? Bọn họ không biết, nếu trong lòng bọn hắn, khẩn trương lại tràn ngập trong lời nói. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đường Tam cho tới bây giờ cũng không đi mạo hiểm, hắn nhất định là sắp xếp, hết thẻ mới có thể hành động. Khổng tức Vương Phi an ủi tô cầm trong lòng nóng như lửa đốt. Tô cầm chỉ gật đầu cũng không nói lên lời. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên sáng ngời, tất cả cảm giác áp bách trong chớp mắt này toàn bộ không còn sót lại chút gì, trong khoảng khắc trời xanh không mây. Tiêu Hà, Trương Hạo Hiên cùng mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt. Không có cảm giác áp bách, tất cả mọi người đều cảm giác được thân thể nhẹ nhàng, thân thể nhất thời trở nên sảng khoái, nhưng nội tâm bọn hắn khẩn trương cũng không vì vậy mà đi, ngơ lại càng thêm căng thẳng. Tô Cầm vội vàng nắm chặt hai đấm, nhịn không được tiến lên hai bước, nhưng đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên tất cả mọi người đều bị hoảng sợ theo bản năng chuyển ánh mắt sang phương hướng chuyển đến người khởi sướng cười to không trải chính là tiêu hà sao làm thế nào thủ tướng có thể khẳng định rằng điều này là đã thành công trương Hạo hiên nhịn không được kinh ngạc hỏi khuôn mặt căng thẳng của tiêu hà lúc này đã hoàn toàn thả lỏng giơ tay chỉ về phía là mãi vô tận các người xem các người nhìn xem tín ngưỡng lực trong biển rộng vẫn bốc lên như trước vẫn hội tụ về phía nguồn gốc của chúng ta. Cho tới nay, ta chú ý đều là điểm này, chỉ cần tín ngưỡng lực còn đang hướng về tổ đình hội tụ, vậy ý nghĩa đường tam vô sự, hắn chính là hải thần, chỉ có hắn mới có thể ngưng tụ tín ngưỡng chi lực của Lam Hải vô tận này, có tín ngưỡng lực ở đây, liền có hắn ở đây. Lúc này, thiên thanh khí sảng, vị diện áp lực đều không có, nhưng tín ngưỡng lực vẫn còn, điều này có ý nghĩa gì đây? Bọn họ nhất định đã thành công khống chế hết tổ đình. Nghe hắn phân tích, Tô Cầm trong nháy mắt vui mừng mà khóc. Thật sao? Nếu như là vậy, vậy thật sự là quá tốt rồi. Nhưng đúng lúc này đột nhiên, làm hải vô tận cũng trở nên bình tĩnh. Tín ngưỡng lực vừa rồi còn đang bốc lên, đột nhiên đình trệ, sau đó là biến mất. Nụ cười trên mặt tiêu hà cơ hồ là cứng ngắc trong nháy mắt, thân thể mọi người cũng không khỏi đồng thời cứng đờ. Thờ. Nước mắt tô cầm cũng đồng thời động lại. Tiểu Mỹ, tô cầm trong nháy mắt, khóc giống thất thanh. Đừng khóc, cùng thủ tướng chị đua một chút. Đúng lúc này, Ngân Quang lóe ra, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt từ trong Ngân Quang hiện ra, không phải là người bọn hắn khổ sở chờ đợi sao? Tiểu Vũ giang hai tay nhào vào lòng Tô Cầm, "Mẹ, yên tâm, con rất tốt, con không sao." Đại hỉ đến đại bi, lại đến đại hỉ, Tô Cầm dưới tâm tình kịch liệt ba động, suy nữ ngất đi, trên người Tiểu Vũ tản mát ra khí tức hỗn độn nhu hòa, làm dịu thân thể của nàng, ôm nàng vào trong ngực, trấn an tâm tình kích động của nàng. Tiểu Vũ an ủi Tô Cầm, Tiêu Hà, Trương Hạo Hiên cùng đồng bọn Đường Tam đều đã vây quanh. Tiêu Hà nói, được rồi sao? Đường Tam mỉm cười gật đầu. Đường Tam khẽ thở dài một tiếng, lần thứ hai gật đầu, chúng ta đã trở thành thân vị trở về, không thể ở lại lâu, nếu không sẽ phá hư cân bằng vị diện, từ đó dẫn đến Pháp Lam Tinh xuất hiện tổn thương không thể nghịch. Vì vậy, chúng ta sẽ sớm gọi rời khỏi đây. Mọi người vốn phấn khởi giống như là bị dội một chậu nước lạnh, nhất thời đều có chút thất thần, hồn lạc hồn phách. Độc Bạch nhị không được nói, Ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc sẽ buông tha cho nhân loại chúng ta sao? Đường Tam mỉm cười nói, tổ đình bên kia ta đã xử lý xong, hoàng giả lưu lại trong tổ đình cũng chỉ còn lại ba vị bất tử đại yêu hoàng, kiếm thánh đại yêu hoàng cùng lưu ly thiên tinh hoàng. Tin rằng họ sẽ không gây bất lợi cho nhân loại trong tương lai. Hôm nay chúng ta trở về là để nói lời tạm biệt với tất cả mọi người. Ta cũng có một chút sự tình muốn bàn giao cho các ngươi. Mọi người nhất thời khiếp sợ nói không lên lời. Đường Tam trong ánh mắt quang mang lóe ra, thần thức nào rộ. Nhất thời tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được phần ký ức hắn truyền tới. Toàn bộ quá trình đạp hoàng đăng thiên rõ ràng chiếu rọi trong tinh thần ý thức của bọn hắn. Phản phất chỉ là qua một nháy mắt, lại giống như lúc trước cùng Đương Tam cùng Tiểu Vũ trải qua toàn bộ quá trình, họ đã hiểu tất cả những gì đã xảy ra. Trong khi bọn hắn còn đang đắm chìm trong khiếp sợ, Đương Tam mỉm cười nói: Sự tình đại khái chính là như vậy. Tô Đinh chưa hoàng á xuống, kế tiếp chỉ sợ sẽ loạn một hồi nhưng có bất tử đại yêu hoàng tọa trấn cũng không đến mức loạn quá lợi hại, nhưng ít nhất trong vòng 300 năm, hẳn là sẽ không có áp bách gì đối với nhân loại chúng ta. Ta cũng tin tưởng bất tử đại yêu hoàng có thể ước thúc yêu quái tộc cùng tinh quái tộc không đối địch với nhân loại chúng ta. Tương lai không chỉ ở hải ngoại, trên yêu tương đại lục, nhân loại chúng ta cũng có thể là một chủng tộc ổn định cuộc sống. Nhìn đường tam, Trương Hạo Hiên không khỏi trầm mối cảm xúc đan xen. Không lâu trước đây, đây là một tiêu đồ đệ mà mình nhận lấy hắn không ngừng mang đến lần lượt kinh hỉ lần lượt rung động thế nhưng khi hôm nay hắn đi tới bước này lại như cũ làm cho hắn cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi như thế đương tam nhìn về phía tiêu hà trầm giọng nói thủ tướng sau khi ta đi nhân loại bên này liền giao cho ngài dựa theo kế hoạch chúng ta đã vạch ra lúc trước nhân loại chúng ta vẫn phát triển theo ba phương hướng yêu thần biến cùng thiên tinh biến là một loại nguyên tố không chế là một loại còn có chính là pháp điển chi lực sau khi ta đi, ta sẽ xóa sạch tất cả ký ức của chúng ta ở vị diện này để không ảnh hưởng đến cân bằng vị diện. Ta ở trước bế quan khoảng thời gian này đã đem phương thức tu luyện, pháp điển hoàn thiện. Vừa nói, kim sắc quang mang trong tay đường tam lóe ra, chi pháp chi thư nặng nề đã xuất hiện trong tay hắn. Có về lịch sử của quyền chi pháp chi thư này, cần ngài nghĩ biện pháp biện đặt. quyển chi pháp chi thư này chủ yếu chia làm 3 phần. Bộ phận thứ nhất chính là do thiên cơ linh của khổng tức yêu tộc diễn hóa mà đến là vì tiên tri chi thư Bộ phận thứ hai là một bộ phận lực lượng thần trí chi vị của ta, ta gọi là ngôn linh chi thư, có đặc hiệu nói ra pháp tùy. Năng lực này là ta ở lại vị diện này một cái meo, tương lai khi có tác dụng lớn. Về phần thứ ba là căn cơ của phần tứ pháp điển. Kính xin Thủ tướng đem bộ phận này của thần tứ pháp điển, phân chia ra, phân biệt thành, lập thần điện, phân chia ra thần tứ pháp điển sẽ dễ dàng thức tỉnh nhiều kết hợp yêu thần biến, nguyên tố khống chế, ba loại phương thức tu luyện này làm căn cơ cho tương lai của nhân loại chúng ta. Vừa nói Đường Tam đưa chi phát tri thư cho Tiêu Hà. Tiêu Hà trân trọng tiếp nhận. Ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ tìm được người truyền thừa thích hợp nhất. Đường Tam khẽ vuốt cằm, phải nắm trong tay những người nhận truyền thừa khác nhau, như vậy mới có thể hạn chế lẫn nhau, không đến mức tập trung quyền lực quá lớn. Vâng, Tiêu Hà nghiêm túc. Đường Tam tiếp tục nói Ta còn có một cái túi gấm còn lại cho thủ tướng. Khi chúng ta rời đi, thủ tướng có thể tháo nó ra và làm theo các đó. Phần túi gấm này sẽ mang đến cho nhân loại chúng ta cơ hội chân chính. Đây là ta chỉ vừa hoàn thành trên đường trở về. Đây sẽ là cơ hội cho sự trỗi dậy của nhân loại. Dựa theo những gì ghi chép trong túi gấm của ta tiến hành, tương lai, yêu, tinh, hai tộc, không cần sợ hãi nữa. Hắn lại lấy ra một cái túi gấm màu vàng đưa cho Tiêu Hà. Tiêu Hà vào trong tay, lần thứ hai hướng đường tàm hơi khòm người. Đừng tạm hi sờ một hơi Xoay người nhìn về phía vô tận làm hại Đến đây 20 năm Cảm tạ thượng thương Để cho ta nghênh đoán thê tử Trong tương lai đối với vị trí này chắc chắn sẽ có phần thưởng Trong vòng 300 năm Khi có hậu dệ của chúng ta trở về Pháp Lam Tinh Tất sẽ dẫn dắt nhân loại chân chính quật khởi Trở thành trường khống giả của vị diện này Vừa nói hắn đi tới bên cạnh Tiểu Vũ Lúc này Tiểu Vũ đã ăn ủi tô cầm Thủ tướng, lão sư, bạn bè chúng ta đi trước một bước và mong được gặp mọi người trong tương lai. Tất cả mọi thứ của Pháp Lam chúng ta chắc chắn sẽ nhớ suốt đời. Vừa nói, hắn lôi kéo tiểu vũ cùng nhau, hứa mọi người hơi khom người. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn đã từ từ bay lên dưới kim quang lượn lờ. Trên người Mỹ công tử phóng xuất ra một tầng bạch sắc quang mang bao phủ trên người tô cầm. Tô cầm lặng yên biến mất vô tung. Những người khác nhìn chăm chú vào bọn hắn dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hà và Trương Hạo Hiên, đồng thời hơi khom người hành lễ với bọn hắn. Đại biểu nhân loại cùng tiễn. Thanh âm Tiêu Hà mang theo vài phần nghẹn ngào. Đại biểu nhân lại cùng tiễn, Trương Hạo Hiên đã khóc không thành tiếng. Thanh âm của Đường Tam Hạo Nhiên quanh quẩn trong thiên địa. Con dân đại hải, ta sẽ tạm thời rời đi, tương lai mới các ngươi cùng nhân loại thân thiện. Khi ta trở về, chính là ngày Pháp Lam thăng hoa, chúc biển xanh tốt và không bao giờ sinh ra bệnh dịch hạch. Ánh sáng màu vàng gieo rác biển rộng, trong nháy mắt sau, thân hình đường tam của Mỹ Công Tử đã hóa thành một đạo lưu qua màu vàng phóng thẳng lên trời bắt đầu từ ngày này pháp lam tinh vô tận lam hải không còn hải ôn nữa vũ trụ tinh không vũ trụ tối tăm chỉ còn những điểm ánh sao ngôi sao sáng màu xanh khổng lồ nhìn từ không gian và chỉ có màu xanh lá cây và màu xanh thật ngoạn mục mà lúc này cũng ở trong không gian này hai đạo quang ảnh lại đang giao nhau rực rỡ chúng nó tản mát ra quang mang đúng là mơ hồ bao phủ toàn bộ tinh cầu Màu vàng là một thanh hoàng kim tam so kích thon dài, quang huy màu vàng rực rỡ mơ hồ đã bao phủ tinh cầu phía dưới bên trong, làm cho tinh cầu to lớn mà phong phú này không còn mây nữa. Màu đỏ là một thanh trường kiếm uy nghiêm, mũi kiếm treo ngược, phía dưới ngón tay xa, mũi kiếm chấn động rất nhỏ, tự hồ tùy thời đều có thể có kiếm quang thổ lộ. Đúng lúc này, một đạo kim quang đột nhiên từ trên tinh cầu màu lam lóe ra, cùng lúc đó, hoàng kim tam xa so kích cùng tu la thần kiếm cơ hồ đồng thời phát ra tiếng ong ong vui vẻ. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh đã từ trong kim quang hiện ra, trong khoảng khắc liền đến trước mặt chúng nó. Tiếng ong ong hưng phấn vang vọng kịch liệt trên hai đại siêu thần khí, chúng nó phấn khởi xoay tròn, xoay tròn quanh thân thể Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Đường Tam nắm tay Tiểu Vũ, trên mặt tràn ngập tươi cười. "Nàng yêu, chúng ta nên về nhà." "Đúng vậy, đến lúc chúng ta về nhà rồi, ta rất nhớ bọn nhỏ." Đường Tam giơ lên hai thân tam xoa kích màu vàng tựa như nhũ yến trong lòng, cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn kinh quang sáng lạn trong nháy mắt bộc phát, làm cho toàn bộ phát lam tinh trong nháy mắt đều bị hiện ra thành màu vàng. Đơn Tam mỉm cười nhìn đồng bọn trong tay mình, hai thân nương Tam, quý vị. Hốc mắt tiểu vũ hơi có chút đỏ lên, không đợi nàng giơ tay lên, chuối kiếm tu la thần kiếm đã chen vào trong lòng bàn tay nàng. Tu la thần tiểu vũ, quý vị, về nhà, trở về một nhà. Tại pháp lam tinh, bầu trời đột nhiên biến thành màu vàng, ngay sau đó nó trở thành màu đỏ, màu vàng và màu đỏ đan xen hiện ra cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Tay Tiêu Hà có chút run rẩy, run rẩy mở túi gấm ra. Trong túi gấm từ từ có chữ bay ra. Thời khắc sắp chia tay, ta lấy dự ngôn chi thư cảm ngộ, hơn 200 năm về sau, yêu tinh đại lục sẽ có một đại tai nạn kinh thiên động địa giáng lâm. Ứng ừ, đối với tai nạn này, nhân tộc ta sớm chuẩn bị, lợi dụng thời gian hơn 200 năm, tích lũy tài liệu, luyện chế bảy kiện thần khí nhã hình chuẩn bị ứng phó. Bảy kiện thần khí này phân biệt là: Vô Song Châu, Hải Long Châu, U Minh Châu, Thương Khung Châu, Thánh Diệu Châu, Phá Thiên Châu, Tử Kim Châu. Phương pháp luyện chế, thần khí ban hành, bắt đầu luyện thành, lấy dự ngôn chế thư, dự báo trước tai nạn tổ đình hàng lâm. Đến lúc này, cơ hội quật khởi của nhân loại đã đến, thời kỳ đen tối của chúng ta chắc chắn sẽ hướng tới thời kỳ hoàng kim của nhân loại.